chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lần đầu Mạnh Quỳnh phá lệ nhận học trò, chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, rối như canh hẹ. Mạnh Quỳnh phá lệ nhận học trò, Quang Dũng tổ chức đêm nhạc riêng, chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, rối như canh hẹ. Hoàng Thùy tham gia cuộc thi hát là những tin được quan tâm ngày hôm nay. Trong đêm nhạc Nhớ Nhung diễn ra tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, vào tối ngày 28 tháng 4, ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố lần đầu tiên nhận học trò. Đó là ca sĩ Trường Sang, quán quân solo cùng Bolero 2021 do anh ngồi ghế làm giám khảo chấm thi. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết, năm 2021, vì tình hình dịch bệnh phức tạp, Mạnh Quỳnh không thể về Việt Nam. Lúc đó chương trình solo cùng Bolero 2021 vào giai đoạn cuối. Phi Nhung ra đi, bỏ lỡ chương trình này trong khi cô là giám khảo xuyên suốt 7 mùa qua. Ban tổ chức mời Mạnh Quỳnh vào vị trí Phi Nhung để chấm thi. Một trong những thí sinh đã lọt vào mắt xanh Mạnh Quỳnh vì sở hữu nhiều điểm tương đồng với Quỳnh, giọng hát rất hay, đó là Trường Sang. Mạnh Quỳnh cho biết thêm, Trường Sang hứa sẽ cố gắng phát triển thật tốt, tiếp nối con đường nghệ thuật trong thời gian tới. Mạnh Quỳnh và Trường Sang đã hòa giọng chung ca khúc Xót Xa gửi tặng khán giả. Quang Dũng tổ chức đêm nhạc sau 6 tháng trở về Việt Nam từ Mỹ. Tới qua, nam ca sĩ Quang Dũng tổ chức đêm nhạc riêng có chủ đề Vì Anh Thương Em tại thành phố Hồ Chí Minh sau 6 tháng trở về Việt Nam từ Mỹ. Người yêu nhạc lấp đầy khán phòng không một chỗ trống, cùng sự cổ vũ của khán giả giúp anh không biết mệt, hát say sưa. Nam ca sĩ hát liên tục hơn 25 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit làm nên tên tuổi Quang Dũng. Với chất giọng trầm ấm, anh mang đến những nhạc phẩm trữ tình như Xin Còn Gọi Tên Nhau, Ru Đời Đi Nhé, Hà Trắng, Thuở Ấy Có Em và các ca khúc mang màu sắc trẻ trung hơn như Người Yêu Dấu Ơi, Tiếng Mưa Đêm, Hoa Tím Ngoài Sân, Chuyện Tình, Chân Tình, Lời Yêu Thương. Điều đặc biệt, tất cả các ca khúc đều được Quang Dũng làm mới để phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ. Mới phát sóng tập 1, chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đã rối như canh hẹ. Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ vừa trình làng tập đầu tiên lúc 21h40 ngày 28 tháng 4 trên VTV3 khiến nhiều khán giả cảm thấy rối ren. Xem phim đau cả đầu, sao cứ rối như canh hẹ vậy trời? Dự là bộ phim xem chỉ rất bực tức vào người vì những mối quan hệ quá phức tạp. Nhiều ý kiến viết trên YouTube của bộ phim. Việc và Giang trở thành vợ chồng khi cả hai đã trải qua sóng gió cuộc sống. Việc ly dị vợ và có một cô con gái. Giang thì trải qua mối tình sâu đậm nhiều năm rồi bị phản bội. Những tưởng hạnh phúc đến với họ. Thế nhưng từ tập 1, khi cả hai chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, thì cô con gái 18 tuổi từ miền Nam trở về sống cùng cha để học đại học. Người yêu cũ của Giang sau khi ly dị vợ cũng quyết định làm việc ở Hà Nội. Tập 2 hứa hẹn còn xoắn não khi trailer giới thiệu cảnh người yêu cũ, vợ cũ của người yêu và Giang chạm mặt nhau trong một quán ăn. Những cái liếc xéo, những câu thoại xỏ xiên khiến không khí phim thêm phần nặng nề. Hoàng Thùy tham gia Trời Sinh Một Cặp mùa 6. Nhà sản xuất chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa 6 vừa hé lộ 12 mảnh ghép ấn tượng tham gia, gồm Hoàng Thùy, Ngọc Hoa, Quỳnh Lý, Minh Beta, Long Chu, Tùng Minh, Trang Moon, Hải Đăng Đô, Lợi Trần, Minh Khuê, Tanatan, Mù Tạt. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ đam mê ca hát cháy bỏng nhưng chưa một lần cầm mic như ca sĩ chuyên nghiệp. Điển hình là Á hậu Hoàng Thùy. Đây là lần đầu cô góp mặt trên một sân khấu với công việc cầm mic thay vì catwalk. Đến với âm nhạc, Thùy muốn khám phá thêm về bản thân và xem thử mình có bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình không. Nếu sau chương trình, khán giả thích thì Thùy sẽ hát một xíu. Hoàng Thùy cho biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.